Trước thủ đoạn diễn biến hòa bình ngày càng phức tạp, tinh vi nhằm xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước của các thế lực thù địch, phần tử phản động, việc nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức nắm bắt dư luận xã hội, tạo đoàn kết thống nhất trong ý chí và hành động của toàn đảng, toàn dân là nhiệm vụ không thể chủ quan, lơ là. Đi đôi với công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước, thời gian qua, các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu, xuyên tạc ngay từ cơ sở. Tôi tập trung cho cái công tác xây dựng lực lượng và lan tỏa các cái thông tin tích cực. Từ đó thì đối với ban chỉ đạo cũng đã tham mưu cho ban thường vụ thành ủy ban hành cái đề án về lan tỏa thông tin tích cực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Thực tiễn cho thấy, sự tiên phong gương mẫu của người đảng viên là nòng cốt để xây dựng đảng mạnh từ cơ sở. Vì vậy, thời gian qua, tính nêu gương là một trong những tiêu chí hàng đầu được các cấp ủy chú trọng trong đánh giá, xếp loại đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu. Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là kiểm tra giám sát về việc tổ chức xây dựng và thực hiện cái quy chế làm việc của cấp ủy, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tránh cái việc chuyên quyền độc đoán gây mất đoàn kết nội bộ, rồi ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, rồi tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảng viên trong việc thực hiện những điều đảng viên không được làm. Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 cũng được xác định là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng đảng vững mạnh từ cơ sở. Trong đó, tinh thần chung là chủ động lan tỏa thông tin tích cực, theo phương châm lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Triển khai thực hiện có kết quả cái đề án tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Cái này là ban tuyên giáo chủ công cái vấn đề này. Bố trí kinh phí ở trong đây tới 2025 mình thấy cũng mấy tỷ rồi. Cho nên là cụ thể như thế nào, vào những sản phẩm nào để chúng ta cụ thể hóa cái tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực này. Năng lượng tích cực, thông tin tích cực, nhất là các cơ quan báo chí cũng phải chú ý. Trước thủ đoạn ngày càng phức tạp của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn thổi phồng những khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, xuyên tạc chủ trương của đảng, nhà nước nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức nắm bắt dư luận xã hội, tạo đoàn kết thống nhất trong ý chí và hành động của toàn đảng, toàn dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong đó, giữ vững trận địa tư tưởng của đảng ngay từ cơ sở được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo đồng thuận để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.